Channel gửi lời chào chúc sức khỏe toàn thể về các bạn. Chào mừng chúng ta đến video mới của Đức Trần Channel. Kính thưa quý vị các bạn, thì hiện tại Đức Trần Channel đang có mặt ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, và chúng ta cùng dạo một vòng để tham quan thành phố Hà Giang vào lúc trời còn sáng và cũng như là buổi tối nha. Thưa quý vị các bạn, bởi vì Đức Trần Channel đang đến đây vào buổi chiều, và ở đầu video clip đó thì quý vị thấy là bên tay trái có một cái đường dẫn vào đó, đó là cái cửa khẩu với lại Trung Quốc, đó là cửa khẩu Thanh Thủy. Thì như quý vị các bạn cũng biết rằng là Hà Giang, đây là cái nơi mà được nằm ở trong khu vực của Đông Bắc của Việt Nam chúng ta, cũng như là trước đây thì nằm ở địa giới của tỉnh của khu vực Việt Bắc. Và năm 2018 thì Hà Giang là đơn vị hành chính đông thứ 48 về dân số, xếp thứ 58 về tổng sản phẩm trên địa bàn, và là tỉnh nghèo trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước. Trong đó thì có huyện Xín Mần, thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện của cả nước, cho nên đây là một cái tỉnh vùng biên cương biên ải địa đầu tổ quốc, và cũng là một trong những tỉnh nghèo trên đất nước Việt Nam ta. Tỉnh Hà Giang thì như ta biết giáp với Cao Bằng, giáp với Yên Bái và Lào Cai, cũng như giáp với Tuyên Quang, và phía bắc thì Châu Tự Trị, tức là giáp với Trung Quốc, và đó là nơi có dân tộc Choang, Miêu, Văn Sơn, tỉnh Vân Nam của đất nước Trung Hoa. Cũng như là dân tộc Choang thì nằm ở khu vực của Quảng Tây, Trung Quốc. Bây giờ chúng ta đang đi trục đường chính của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đây. Đây là cái trục đường chính, đường trung tâm, nơi mà chúng ta đến với quốc lộ 2. Và đây là cái đoạn chúng ta đi lại cái khu chính quảng trường 26 tháng 3, cũng như là cái khu vực của cột km số 0 ở tại quốc lộ 2 này, tỉnh Hà Giang. Bởi vì hầu hết du khách khi ai đến đây thì họ cũng dừng chân lại tại khu vực quảng trường này, nơi mà có tượng đài của Bác Hồ, khi về đây để thăm tất cả những đồng bào dân tộc ở đây. Ở đây thì có người Tây, người Nùng, người Dao, người Mông, v.v. Người Kinh sinh sống vùng đất này, và chụp hình với cột km số 0 bên cạnh dòng sông Lô. Đây, Đức Quốc Trần Channel đang đưa chúng ta từng bước đến cái khu vực của quảng trường chính trung tâm, cũng như là cái khu vực của cột mốc số 0. Và như chúng ta biết rằng là các điểm cực của tỉnh Hà Giang thì chúng ta có cực Bắc nè, tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hay là cực Đông tại cái bản Lũng Chỉnh, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, hay cực Tây tại bản Ma Si Sán, xã Phà Vầy Sủ của huyện Xí Mình, cực Nam thì xã Lộc Yên, huyện Quang. Và khi mà tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang thì chúng ta sẽ bên tỉnh Tuyên Quang đó là Hàm Yên có Cam Hàm Yên, thì bên đây là huyện Bắc Quang có Cam Bắc Quang. Đó là cái đầu tiên tiếp giáp của hai bên. Đây thưa quý vị các bạn, Đức Phố Trần Channel đang zoom lại để chúng ta thấy đây là quảng trường chính của đường trung tâm của tỉnh Hà Giang. Và đây cũng là bên ta phải chúng ta phía trước đây, đây là cột km số 0 của đường quốc lộ 2. Đây là cái nơi mà chụp hình chính trung tâm ở khu vực này. Rồi, tiếp tục chúng ta đi dạo một vòng nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái dòng sông Lô chảy qua chính của tỉnh Hà Giang. Chúng ta biết là sông Lô thì bắt nguồn từ ở Trung Quốc, nó chảy sang Hà Giang rồi chảy về tỉnh Tuyên Quang. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ qua cây cầu chính đây, bắt qua dòng sông Lô. Và đây là cái dòng sông chảy qua chính tại trung tâm của tỉnh Hà Giang. Ở Hà Giang thì có con sông Lô, con sông Miện, cũng như là con sông Nho Quế. Đó là những con sông chính, sông lớn ở tại tỉnh Hà Giang.
như quý vị cũng biết rằng là ở du lịch tỉnh Hà Giang thì rất là nổi tiếng với khu vực của cực Bắc đất nước Việt Nam ta, ở tại cồn cờ Lũng Cú. Ngoài ra ở đây thì đây là có cao nguyên đá Đồng Văn, nằm ở địa phận của 4 huyện có Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Cho nên rất là nổi tiếng về những cái thông tin trong những cái vân vân thì đối với trò chơi nào cũng đã có dịp chia sẻ chúng ta rồi. Và cái nước mà nổi tiếng để khám phá cái đặc biệt trên thế giới, ví dụ như nước Ba Lan là nổi tiếng về khảo cổ, nước Hoàng Gia Anh thì nghiên cứu về hang động, và nước Mỹ là nước mà nghiên cứu về khu vực địa chất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về ban đêm nhé, để thấy được thành phố Hà Giang về đêm như thế nào, sự lung linh đèn bão làm sao. Đây chúng ta qua cái vực bắc qua cái dòng sông Lô đây, cái cầu chính cũng trung tâm ở khu vực của ngay thành phố tỉnh Hà Giang. Thì chúng ta biết rằng là ở du lịch đây thì có người ta đến đây, người ta sẽ đến với thành phố Hà Giang, sau đó người ta di chuyển đến khu vực của cột cờ Lũng Cú ở trong bắc nước Việt Nam ta, rồi họ tham quan dinh thự họ Vương, tức là của vua Mèo ở trước đây. Hay là nơi đây thì còn có một ngôi chợ tình nổi tiếng nhất ở đất nước Việt Nam ta, còn duy nhất ở đây còn sót lại, đó là chợ tình Khâu Vai nằm ở huyện Mèo Vạc. Đây chúng ta nhìn ngắm lại công viên về đêm cũng rất là sầm uất, rất là khang trang, có rất là nhiều người dân người ta có ra đây vui chơi giải trí về đêm. Tối nay thì Đức Trần Channel đang đưa quý vị đi đến một cái nơi uống cà phê cũng là thú vị ở ngay trung tâm của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang này. Và ở video sau thì sẽ gửi đến chúng ta về quán cà phê này nha. Quý vị các bạn cũng quan tâm theo dõi. Thú vị các bạn về giao thông thì tỉnh Hà Giang cũng rất là thông thoáng và đa dạng. Ở đây thì ở Hà Giang có quốc lộ 219. Đây là Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, cho nên đây là một quốc lộ khá là dài. Dạ ít. Rồi ở đây là cái chỗ của quốc lộ 219 này, cách đó quốc lộ 6 và đến cửa ngõ Tây Trang, đồng hồ còn ở đường Xuân Á đó. Chúng ta thấy là có nước AH, ví dụ như là tại nước khác của A là ASEAN và H là Highway, AH 13 ha. Cho nên đó là cái con đường Xuyên Á. Đây chúng ta thấy nhìn ngắm lại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang về đêm cũng rất là lung linh đèn màu. Khi chúng ta đến đây buổi tối thì chúng ta có thể ra công viên dạo chơi, vui chơi, giải trí, uống cà phê, chụp hình về đêm cũng rất là thú vị. Ngoài ra quý vị có thể đi dùng những cái món đặc sản nổi tiếng ở đây, ví dụ như là có cháo ấu tẩu là một trong những cái đặc sản nổi tiếng ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Duy nhất ở Hà Giang là có món này ngon nhất và an toàn nhất. Bởi vì ấu tẩu chúng ta biết rằng đó là một cái loại thuốc. Và cái thuốc này thì không phải ai cũng có thể làm được nha. Phải biết cách làm, cho nên là Hà Giang là an toàn nhất, tốt nhất. Đây chúng ta nhìn ngắm lại khu vực của công viên về đêm. Và tối về phía của cạnh dòng sông Lô rất là đông bà con địa phương ở đây để ấm mát đi chơi giải trí. Đó là cột km số 0 của đường quốc lộ 2. Ai đến Hà Giang thì cũng hầu hết là chụp hình ở tại cột km số 0 này. Và ngoài ra thì chúng ta có thể uống cà phê ha,
Như đã hứa với quý vị các bạn thì Đúng Trần Channel sẽ gửi chúng ta về video sau, sẽ gửi chúng ta đến với cái quán cà phê đẹp, khang trang, thú vị ở tại Hà Giang này. Bây giờ chúng ta về lại dòng sông Lô, về lại cái sân đường cũ. Và cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem Đúng Trần Channel. Chúc chúng ta luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Xin chúng ta cùng bấm like, subscribe, cũng như share để Đúng Trần Channel có nhiều bạn sông này để đồng hành với toàn thể quý vị các bạn nhiều hơn. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn, xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video kế tiếp. Chúc chúng ta mọi điều tốt lành, may mắn và bình an nha. Xin tạm biệt.